chào các bạn, diễn đàn mô tô Sài Gòn .vn đang có mặt tại Bangkok, Thái Lan để chiêm ngưỡng và journey thực tế cái mẫu Honda CB500X 2019 thế hệ mới vừa được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá bán đề xuất là 188 triệu đồng và đã bao gồm VAT chưa phí trước bạ và biển số. Thì đồng thời với cái mẫu CB500X này của dòng Venter, Honda còn phân phối chính hãng mẫu CBR500R thuộc dòng Sport City đằng kia. Con này giá của nó là 187 triệu. Thì nó thấp hơn cái dòng Venter này 1 triệu ha. Ok. Giờ mình sẽ đi qua chi tiết cái mẫu CB500X lên gần như đầy đủ đồ chơi cần thiết dành cho các bạn đam mê đi tour, đi phượt. Như anh em thấy đây thì trước khi soi chi tiết cái dàn đồ chơi, mình sẽ điểm qua cái một số chi tiết đáng chú ý, một số chi tiết mới cải tiến cho cái mẫu CB500X này. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình hầu như mình thấy như là khác hoàn toàn. Khác biệt lớn nhất là thiết kế đầu đèn của mình. Thiết kế cái đầu ở đây, nó ốp ở đây, cái mỏ này nó ngắn hơn so với mẫu cũ. Thiết kế đèn thì tương tự như vậy. Ở mẫu cũ nó nguyên cái miếng trắng luôn ở đây nè. Còn cái đầu đèn nó hoàn toàn mới luôn. Đó, đi kèm theo đó là hai cái bộ ốp hai bên đây bằng nhựa chứ không phải là kim loại nha. Rồi đây nó thừa hưởng từ cái con Africa Twin, nó chạy dài xuống tới đây. Ở đây nó có những hai cái lỗ để hút gió, không phải để giải nhiệt động cơ mà nó sẽ lấy gió nó tản nhiệt cho cái phần cơ thể người, cụ thể là cái đùi của người lái. Khi mình chạy nó sẽ kẹp ở đây, cái đó nó sẽ làm mát cái chân của người lái, như góp phần làm mát ở đây, làm mát gió sẽ vào đây, góp phần đó cũng giải nhiệt cho khối động cơ hai xi lanh thẳng hàng 500cc. Đây một cái chi tiết cái đáng khen về thiết kế của cái mẫu mới này. Ngoài ra cái chi tiết khác biệt nữa là cái dè trước mà thiết kế góc cạnh thầm thố hơn so với mẫu cũ nó dạng liền đơn cái trơn, không có bắt mắt bằng cái mẫu dè mới góc cạnh như này. Ở đây nó có cái miếng ở đây có phần đấy bảo vệ lấy cái ti phuộc ở đây, tránh bụi bẩn nó vào ở đây làm xước ti phuộc ha. Thì ABS trước sau thì vẫn như mẫu cũ thôi, cũng không có gì khác biệt. Ngoài ra cái chi tiết nữa là cái vành của cái mẫu mới 2019 này nó đến 19 inch các bạn, nó lớn hơn rất là nhiều so với cái mẫu cũ chỉ có 17 inch thôi. Và đi kèm theo đó là cái hành trình phụ nó cũng dài hơn so với cái mẫu cũ, thì nó giúp cho đi vào địa hình đồ thì cái này nó ổn định hơn và nó êm ái hơn so với mẫu cũ do hành trình nó dài hơn. Thì với cái cuộc cao hơn như thế này thì nó sẽ khiến cho cái bảng sáng gầm xe cao hơn. Anh em thấy đây, thì với bảng sáng gầm xe cao hơn này nó sẽ giúp tốt hơn đi up road những đoạn đường mà đất đá lớn á, nó tránh bị va đập đất đá vào cổ mô hơn. Thì ở cái bảng này đã được lên đồ chơi rồi, thì đây là cái miếng kim loại nó bảo vệ lấy cái cổ mô phía dưới. Em thấy đây, giờ đồ chơi chính hãng của CB500X, món rất là đáng giá, chi tiết là đáng giá. Thì với khoảng sáng gầm xe cao hơn thì nó khiến cho cái chiều cao yên xe nó cũng cao hơn nữa. Thì mình 1m72 mình ngồi gần như mình nhón chân luôn, 1m72 mình nhón chân luôn. Tuy nhiên theo mình biết thì nó có cái bát để hạ chiều cao yên, nó hình tam giác đó, hai miếng ở đây. Anh em thấy nè, trong đây nè, đấy có cái miếng này nè, nó sẽ có thiết kế đồ chơi khoảng triệu mấy, mình biết là khoảng triệu mấy hai miếng lắp vào nó giảm xuống vài cm ha, để phù hợp với các bạn cái chiều cao khiêm tốn 1m62-1m65 mình chạy cũng ok. Và điểm khác biệt mới của mẫu CB500X này là khối động cơ đã được tích hợp cái bộ ly hợp chống trượt hỗ trợ con, đó là Assist and Slipper Clutch, nó giúp cho vào số dễ dàng hơn, mượt mà hơn, con nhẹ hơn rất là nhiều. Hay cái tay con anh em để ý,
chỉ với hai ngón tay mình có thể bóp được con giữ lâu luôn. Và mình bóp bằng cái ngón giữa này, cả ngón tay rồi, rất là nhẹ, siêu nhẹ. Thì cái nhẹ với cái con nhẹ này nó sẽ giúp cho mình đi phượt hay đi tour, mình sẽ hoặc là đi trong thành phố mình cũng thoải mái hơn, không có bị đau tay. Một chi tiết rất là đáng giá trên cái con CB 500X so với thế hệ cũ. Và đây một chi tiết nữa cũng sẽ rất là đáng giá để các bạn nâng cấp từ CB 500X cũ lên 2019, đồng hồ full LCD tương tự như CB 650R các bạn, tương tự luôn, full LCD, thiết kế tương tự, không khác gì. Nó chỉ không có cái đèn báo tín hiệu HSTC ở đây. Cái con kiểm soát đường sáng, cái công nghệ HSTC của Honda kiểm soát đường sáng, nó không có hai cái đèn đó ở đây. Thì còn lại nó tương tự giống nhau hết, báo mò, pha, xi nhan hai bên. Ở đây có một cái đèn báo red light sang số này, ít ai để ý ở đây, ô tô Sài Gòn cũng lần đầu tiên phát hiện ra cái này. Thì trong đây nó có cái đèn ở đây hiện tại không có đồng hồ mà không có bật lên được. Thì đồng hồ của CB 650 rồi anh em cũng đã xem nhiều trên Moto Sài Gòn .vn rồi, nó có cái báo cấp số luôn ở đây nè. Ở đây vòng tua, tốc độ, mừng, rất là nhiều thông tin ở đây, rất là đẹp mắt. Ở đây chỉ hít nha. Vậy thôi đó. Còn bên đây nữa là cùng công tắc đi luôn. Cũng đơn giản, nó tương tự như mẫu CB 650 rồi. Thì tay phanh có 5 nút tăng chỉnh đi. Để tăng chỉnh thì mình đẩy ra mình xoay thôi. Đó. Ở đây bình xăng. Cái chi tiết đồ chơi của HTC nó là tem xương cá, a văn giả carbon và dán bảo vệ nắp bình xăng. Đây là tay lái ha. Tay lái Z Bark Buster cũng dành riêng cho CB 500X luôn. Một chi tiết rất đáng giá, bảo vệ lấy hai bàn tay của mình khi mà chạy đi phượt đi tour đâu. Ở đây miếng dán hai bên hông của xe để mình bám cái đùi mình bám vào bình xăng hơn, vững hơn khi mà mình đi up road mình đứng lên, hai đùi mình kẹp như đây rất là ổn định. Có khe gió đây ha, một chi tiết mới của trong thiết kế của CB 500X 2019. Ở đây là bộ dàn khung chống đổ kim luôn bát để mình nem lắp đèn này nọ đồ. Bộ khung này đây mình đi chi tiết, nó trải dài ra đây tới đây luôn, nó ngang qua đây. Ở đây này em phải lắp được mấy cái bộ đèn led đi tour nè, lắp được ở đây nè, rất là đáng giá hơn. Ở đây cái ốp mặt nạ bằng kim loại của HHC dành cho cái màu đèn này, rất là đáng giá. Ở đây là danh sách đồ chơi của CB 500X. Trước nãy mình cũng điểm qua một số chi tiết nữa nè. Đây đi chân, cái mỏ cày bảo vệ lốp máy, có cả chi tiết chống nghiêng cũng được, một cái miếng bảo vệ trên xe thùng đồ nè, rồi cái bát thùng nữa rất là sai, rất là đẹp. Và đây là bộ thùng kết hợp với bộ bát được thiết kế dành riêng cho chiếc con CB 500X. F-Pro. Thì cái này không thấy có đèn, nó không tích hợp đèn hậu. Đây bát biển số của HTC. Thì cái lớp gai này là lớp zin anh em, bộ bùi zin luôn. Đây là dáng ngồi của bạn 1m65 trên Honda CB 500X. Em thấy chống chừng, chống được nhiều nhón. Và cái điểm khác nữa của mẫu CB 500X so 2019 đó là cái bát kính chắn gió, nó thêm cái thanh này để cái thanh này để làm gì, để gắn được các thiết bị, để gắn mô di động rồi nè, để mình tìm đường rồi với GPS rồi. Thì rất là hay, rất là hữu ích. Rất là nhiều chi tiết. Thì với những cải tiến đó, những
theo Moto Sài Gòn đánh giá thì rất là xứng đáng để anh em up từ CB500X đời cũ lên cái mẫu 219 này, rất là đáng giá. Sự lựa chọn tuyệt vời cho anh em đam mê đi tour đi phượt, bởi hai động cơ hai xi lanh thẳng hàng, mạnh mẽ, êm ái, cực kỳ êm, dễ bảo hành, bảo trì cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Rồi có động cơ danh tiếng của Honda đã được thêm cái ly hợp Exit Slipper Plus giúp nhẹ con đồ số đồ vô êm ái nhẹ và mượt mà hơn, rất là đáng giá. Thiết kế mới đẹp hơn, da dáng Adventure hơn, lớp trước lớn hơn, vành trước lớn hơn chứ 19 inch so với cũ là chỉ có 17 inch, rất là đáng giá, hoàn toàn xứng đáng để up lên 219. Có thể sử dụng luôn để đi lại, đi tour, đi phượt, đi làm hàng ngày cũng rất là ổn định, rất là ok. Vừa rồi là một số đánh giá cũng như là cảm nhận của Moto Sài Gòn về cái mẫu Honda CB500X, rồi chi tiết về cái món đồ chơi, giá bán của mẫu xe này anh em có thể đón xem trên website motosaigon.vn. Xin cảm ơn và chào các bạn.